Bước qua tuổi 40, chị Hà đã phải thường xuyên đối mặt với tình trạng rối loạn giấc ngủ, bốc hỏa, vã mồ hôi nhiều về đêm và đặc biệt là chỉ số huyết áp không ổn định. Lúc mà nhiều khi là đêm ngủ ấy, nó vã mồ hôi mà trong khi đó nhưng đi vào những cái giấc ngủ cũng rất là khó, mà nhiều khi nó lại cũng rất là một cái là vô cớ, cái là kiểu nó khó tính, khó nết. Theo các chuyên gia y tế, những biểu hiện ở chị Hà là những dấu hiệu của suy giảm nội tiết tố nữ. Đây là giai đoạn mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Khi bắt đầu bước vào lứa tuổi 35-40, hệ trục não bộ, tuyến yên, buồng trứng bị suy giảm hoạt động, kéo theo nhiều triệu chứng gặp phải về sức khỏe, sinh lý và sắc đẹp. Lúc này, chu kỳ kinh nguyệt không còn đều đặn như trước, hay có những cơn bốc hỏa, thay đổi tính tình, da trở nên khô, sạm và nám và giảm khả năng ham muốn. Cùng với lại sự suy giảm sinh lý nữ thì người ta cũng bắt đầu cảm thấy hơi già một chút và sức khỏe giảm sút, các bệnh tim mạch đều tăng lên, rồi loãng xương, rồi là các cái triệu chứng và bệnh lý về tiết niệu, về sinh dục, các cái bệnh về đường sinh dục là bắt đầu có biểu hiện. Suy giảm sinh lý rõ ràng không chỉ có vấn đề tình dục suy giảm mà còn kéo theo sức khỏe và sắc đẹp. Có thể nói đây là giai đoạn ám ảnh nhất, đáng sợ nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ như chị Hà. Do đã sẵn sàng tinh thần đối mặt với tình trạng sức khỏe đó, nên chị Hà đã có sự chuẩn bị từ trước bằng một chế độ ăn uống hợp lý, duy trì một lối sống lành mạnh, bổ sung những thực phẩm hỗ trợ hiệu quả, đồng thời trang bị những kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Sau khi mình được các chuyên gia tư vấn, mình cũng có về cải thiện như ví dụ như là ăn uống và sinh hoạt và tập thể dục hàng ngày điều độ. Sau một thời gian sử dụng cái SLD ấy là tôi thấy là cải thiện là rất là rõ rệt. Cảm thấy là da thì sáng hồng lên và sức khỏe tốt lên. Nhất là trong cái chuyện chăn gối vợ chồng là mình không còn ngại như trước nữa. Những bài thuốc đông y gia truyền, những thảo dược của Việt Nam có những cái tác dụng tốt cho cơ thể người phụ nữ. Ví dụ như là những cái thuốc mà nó có lợi cho người mẹ giống như là ích mẫu, ví dụ như thế, thì những cái thành phần đấy. Sức khỏe của người phụ nữ phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của hệ trục não bộ, tuyến yên, buồng trứng. Nhiều loại thảo dược quý đã được chứng minh có tác dụng hồi phục hoạt động của hệ trục này. Vì thế chị em có thể sử dụng để mang lại sức khỏe tốt hơn, cũng như cải thiện khả năng tình dục, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.